Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 40, phẩm thập định thứ 27. Hôm nay giảng phẩm thập định của Kinh Hoa Nghiêm. Người nghe kinh đối với ý nghĩa 7 chữ Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật đại khái còn chưa thấu hiểu lắm, cho nên trước hết được giảng về đề kinh, khiến cho người ban đầu nghe Phật Pháp có ấn tượng ở trong đầu, sau đó càng thâm nhập hiểu rõ hơn nghĩa lý của kinh văn. Hoa là nhân hoa vạn hạnh, nghiêm là trang nghiêm, dùng nhân hoa để trang nghiêm nhân quả vô thượng. Đại là thể đại, tướng đại, dụng đại, phương là bốn phương, quảng là quảng đại, đại phương quảng là Pháp, Phật là người, Hoa Nghiêm là dụ. Pháp của đại phương quảng là Pháp không thể nghĩ bàn, Phật là người có trí huệ nhất, Hoa Nghiêm đại phương quảng Phật. 6 chữ đầy đủ nhân pháp dụ, cho nên làm thành tên của bộ kinh này. Mỗi bộ kinh đều bao quát trong 7 loại làm tên kinh, thất trùng lập đề. 7 loại làm tên kinh, hoặc dùng người nhân làm đề mục của kinh, hoặc dùng pháp làm đề mục của kinh, hoặc dùng dụ làm đề mục của kinh. Một, dùng đơn nhân lập đề, chỉ dùng người làm đề kinh, như kinh A-di-đà, dùng danh từ Phật A-di-đà dịch là vô lượng thọ, hoặc dịch là vô lượng quang để làm tên kinh. 2, dùng đơn pháp lập đề, chỉ dùng pháp làm đề kinh, như kinh Bát-nhã, dùng danh từ Bát-nhã dịch là trí huệ để làm tên kinh. 3, dùng đơn dụ lập đề, chỉ dùng ví dụ làm tên kinh, như kinh Phạm Võng, dùng danh từ Phạm Võng, lưới la tràng của Đại Phạm Thiên, trong lỗ lưới đều có nạm hạt bảo châu ánh sáng chứa với nhau, lỗ lỗ thông với nhau để làm đề kinh, ở trên là đơn nhất một thứ lập đề. 4, dùng nhân pháp lập đề, như Phật nói kinh Niết Bàn, Phật là người, Niết Bàn là Pháp. 5, dùng pháp dụ lập đề, như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Diệu Pháp là Pháp, Liên Hoa là dụ. 6, dùng nhân dụ lập đề, như Phật nói kinh Sư Tử Hống, Phật là người, Sư Tử Hống là dụ. 3 thứ ở trên là phức, 2 thứ lập đề. 7, dùng danh từ pháp nhân dụ để lập đề, Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. 6 chữ này nếu giảng kỹ càng thì dù giảng mấy năm cũng giảng không xong được, hiện tại chỉ lược giảng đại khái. Kinh tiếng Phạn gọi là Tu Đà Là, dịch là khế kinh, trên khế với lý của chư Phật, dưới khế với căn cơ của chúng sinh. Kinh có 4 ý nghĩa. 1, quán tức là sâu nghĩa đã nói lại với nhau. 2, nhiếp tức là nhiếp trì sự hóa cơ. 3, thường nghĩa là hàng thường không thay đổi, kinh có chân lý cổ kim không thay đổi. 4, pháp tức là phương pháp, vì kinh là quy tắc ba đời đồng tôn tu hành. Còn có 5 nghĩa nữa, đó là pháp bổn, vì pháp, suối vọt, thước mực, kết màn. Tóm lại kinh có rất nhiều ý nghĩa, hiện tại chỉ nói chút chút. Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm, hiện tại đang giảng là phẩm thập định, là phẩm thứ 27. Định là gì? Nói đơn giản là tâm bất động, tâm cảnh hợp nhất, do đó trong không tâm, ngoài không cảnh. Không tâm không cảnh tức là định, tức cũng là mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Đến được trình độ này thì na già thường tại định, không lúc nào chẳng định. Lúc này thật là tự tại, phiền não gì cũng chẳng còn nữa. Lúc này một niệm không sinh toàn thể hiện. Phật tánh vốn có sẽ hiện ra nếu 6 căn giấy động bị mây che.